Trước mặt anh chị đây là một mẫu loa số tay mà nó đánh cũng ngang ngửa là một nửa cái dàn karaoke gia đình nhà mình, một nửa nha mấy anh chị. Đó thì loa số tay nhỏ gọn như thế này thì nó rất là dễ thích hợp để cho mình mang đi du lịch, để mình mang đi chơi. Đó. Thì cái con này là mang tên là DK04 vừa rồi hả mấy anh chị. Đây nhìn nó cũng giống như những cái con như là K123 vậy đó, nhưng mà con này nó nhẹ hơn, nó nhẹ tiền hơn cho anh chị luôn. Nó có một trung, hai trung hai bên. Đó, thường thường cái con K123 kia thì nó sẽ có bốn trung luôn, và con này chỉ có là hai trung thôi, cũng vừa đủ để mình chơi rồi, và cũng là sở hữu cho mình là hai con bass bên trong. Đây, hai bass bên trong này, hai trép nè, nó ba đường tiếng, sáu đường tiếng. Đó, sáu đường tiếng riêng biệt luôn. Cho nên là anh chị có thể là dễ dàng đó, mang đi chơi, mang đi du lịch gì đó. Và có cái lớp lưới đi kèm này nè. Đó là mình muốn gỡ lớp lưới ra mình chơi bass lộ thiên. Mình muốn lắp lớp lưới lại để bảo vệ cho mặt loa bên trong luôn cũng được. Bo mạch bên trên của con DK04 này nó cũng có delay, echo và reverb đầy đủ. Rồi bass, trap, đồ volume của nhạc nè. Đi kèm thêm cho mình là hai micro như thế này mình hát karaoke. Đây, và em sẽ cho anh chị nghe thử là cái chất lượng âm thanh của nó là như thế nào nên anh chị nó đánh cũng rất là căng cực luôn. Đây. Lời chơi xấu. Một thay. Tiếng mic của nó này. Chưa tới 20 m², gần 20 m² là rung cái luôn cái phòng. Đó, cái con này là đánh ngoài trời thoải mái nha, vui chơi giải trí 10-15 người. Ok. Đó, DK04 anh chị, mic như thế này. Đó, thiết kế là phân kim loại và xét được tần số, điều chỉnh volume ngay trên thân mic luôn. Anh chị làm cần những mẫu loa như thế này, DK04 nha, thì để lại comment cho em nha.